Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án, xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, bất cập, hạn chế. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý về tiến độ, chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư tại các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ban hành văn bản số 6225 chấn chỉnh các nhà thầu thi công các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Đây là nội dung được Trung tâm Thông tin, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thái Nguyên đề cập trong mục thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao. Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều công trình, dự án giao thông được triển khai đầu tư xây dựng. Theo kế hoạch, trong năm 2022, ngoài các dự án giao thông chuyển tiếp, còn có nhiều công trình giao thông sẽ tiếp tục được khởi công. Điều đó cho thấy, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là khâu đột phá, đang được tích cực triển khai thực hiện. Để hoạt động đầu tư diễn ra đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và khắc phục kịp thời những tồn tại đã và đang diễn ra ở một số công trình giao thông. Tại văn bản số 6225 ngày 10 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải tăng cường hướng dẫn các đơn vị địa phương, các chủ đầu tư tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, công bố trên Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản hướng dẫn. Các sở ban ngành và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để khắc phục kịp thời những tồn tại bất cập trong quá trình thực hiện các dự án giao thông. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư một số dự án giao thông: cải tạo, nâng cấp đường DT261, đường DT266, đường Cù Vân, An Khánh, Phúc Hà, dự án đường Vành Đai 5. Sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc tuân thủ quy trình thi công, đồng thời phối hợp với các địa phương trong việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các công trình. Ban bố trí lực lượng cán bộ đủ năng lực chuyên môn, thường xuyên liên tục có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thi công các dự án, lãnh đạo ban cũng có sự phân công và xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất. Các địa phương đã chủ động phối hợp với các chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của tỉnh về triển khai các dự án trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình và phối hợp giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công, tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy hoạch và các quy định về đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các công trình thi công không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trong quá trình triển khai thì cũng đã nhận được cái sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Từ tháng 6 năm 2021 thì đến hết tháng 10 năm 2021 thì cơ bản là công tác bồi thường mặt bằng đã thực hiện xong với tổng số hộ là trên 1.540 hộ, đảm bảo toàn bộ cái mặt bằng cũng như các cái điều kiện để phục vụ cho các cái gói thầu triển khai thi công theo đúng tiến độ và chất lượng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Chúng tôi phối hợp với chủ đầu tư yêu cầu các cái nhà thầu có cái cam kết trong quá trình triển khai thực hiện thì không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống nhân dân, và khi có ảnh hưởng đến việc đi lại vào các hộ dân hai bên thì cũng kịp thời có các biện pháp khắc phục. Đối với các nhà thầu, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhanh chóng chuyển thành các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thi công trên công trường. Nhờ đó, những tồn tại, hạn chế, những phản ánh kiến nghị của nhân dân từ hoạt động thi công đã nhanh chóng được khắc phục dưới sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư và cơ quan quản lý chuyên ngành. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng nhận được những cái phản ánh của người dân về cái tình trạng nguy cơ mất an toàn giao thông cũng như tình trạng là bụi bẩn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chúng tôi đã kịp thời xử lý và đảm bảo cái môi trường cũng như cái an toàn cho người dân. Theo như hồ sơ mời thầu thì thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày. Nhưng mà chúng tôi đã cam kết với lại chủ đầu tư là ký cam kết thực hiện hợp đồng là 170 ngày, rút ngắn
100 ngày so với lại tiến độ của hồ sơ mời thầu. Hiện nay chúng tôi đã thi công công trình cơ bản là xong, đến 31 tháng 12 này thì là chúng tôi đã thông tuyến. Quá trình thi công luôn luôn là đảm bảo về cái tiến độ và giao thông cho bà con đi lại được thuận lợi. Nhà thầu đang phấn đấu là sẽ hoàn thành tuyến đường trước tiến độ đề ra để phục vụ cho bà con đón Tết âm lịch được có con đường sạch đẹp. Trên các công trường, tiến độ, chất lượng công trình được tăng cường. Không chỉ có vậy, tại các công trình, vật liệu thi công đã được các nhà thầu bố trí nơi tập kết, không đổ xuống đường để tránh ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tưới nước thường xuyên nhằm hạn chế bụi gây ô nhiễm môi trường. Những giải pháp trên của nhà thầu đã được người dân tại các địa điểm triển khai dự án đồng tình, ủng hộ. Từ trước giờ là gia đình là không gây khó khăn gì, vẫn ủng hộ cho nhà nước để làm đường, để phục vụ người dân đi lại cũng như là chúng em đi lại để cho nó được sạch sẽ, mới lại nó mở mang giao thông để người dân mình làm giàu lên. Chúng tôi tiếp tục quyết liệt trong việc duy trì công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị theo quy định của nhà nước và theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường hợp nhà thầu nào năng lực yếu kém hay vi phạm không khắc phục được, chúng tôi sẽ lập danh sách báo cáo Chủ tịch Ủy ban tỉnh làm cơ sở đánh giá năng lực thực hiện của các đơn vị trong việc tham gia các công trình dự án tiếp theo. Việc ban hành văn bản chỉ đạo và chấn chỉnh hoạt động thi công tại các dự án giao thông đã thể hiện mong muốn và quyết tâm khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn giao thông và hiệu quả đầu tư. Sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, các nhà thầu, các địa phương đã và đang trực tiếp giúp cho hoạt động đầu tư trở nên hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, khi những tuyến đường hoàn thành, sẽ góp phần tạo sự liên kết giữa các địa phương trong tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Và khi đó, niềm vui sẽ nối tiếp những niềm vui.